Dạ sir, xin chào mọi người nhé, lại là mình đây, Hưng đây chị đây. Thì ok mọi người, hôm nay mình sẽ làm clip đó chính là đi tìm trái ác quỷ không cần game pass nha mọi người. Thì trước khi vào clip thì mình hôm qua mình có kiểu là cái này mọi người, bạn bả 10 nè, đấy, chúc mừng anh Đạt nè. Bạn ấy đã comment comment ID rồi nha mọi người ơi. Bạn ấy đã comment lộn comment tên á và mình đã kết bạn rồi. Mình đã kết bạn và bạn nó ở đang trong ở đây nha mọi người. Ok. Bây giờ mình sẽ chào bạn đó nha, từ từ. Hello anh nè. Hello em. Em là Bảo 10 đúng không? Ok mọi người, bạn đó đã đưa ID cho mình kết bạn rồi mọi người ơi. Đây nha mọi người, đây, mình đã kết bạn với bạn đó rồi nha. Đấy. Và nó có tên ID là à, tùy chọn hai nè, ok. Bạn nói dạ rồi, ok. Vô anh treo báo nè. Ok nha mọi người. Mãi ủng hộ anh nè. Mãi ủng hộ anh nè, được á, được á, được á. Ok, mình chích một trái ra mọi người. Mình có hai trái, bây giờ mình sẽ chích một trái ra để mình treo nha. Ok. Thêm một trái nữa, thêm một trái nữa, cần cân bằng á. Em bỏ trái. Em cần anh bỏ trái gì không? Ok ok ok. Bạn đã kêu bỏ trái kim cương ra. Ok mọi người, mình sẽ bỏ nha. Ok mọi người, vô nè. Chấn động, dung nham, cao su, kim cương. Ok mọi người, đồng ý ha. Đấy, mọi người chỉ cần like, đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình sẽ lấy trái quỷ, mình trái quỷ xịn luôn nha mọi người, mình tặng cho mọi người luôn. Ok mọi người, đây nha, giao dịch thành công nha. Đấy, ok nha, ok em nha, đã ủng hộ thì ok mọi người. Đấy, mọi người nhớ ấn like đăng ký giúp mình đạt được 1.000 người đăng ký sớm nhất cho mọi người. Sắp đạt rồi, sắp đạt được rồi. Và mọi người, nếu video này đạt được 300 like, mình sẽ tặng cho mọi người một ạc có mochi max level luôn, là full cấp luôn mọi người, có luôn leo bát luôn cũng được. Ok mọi người, không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ vô video luôn nha mọi người. Mình sẽ vô video luôn nha. Mình ở đây mình còn rất là nhiều trái mọi người. Đây, trái Phật cổ mình 4 trái luôn nha, full trương luôn nè mọi người. Và mình còn chặt một trái báo nè, một trái độc là lộn, hai trái độc, một trái mochi nữa mọi người. Nói chung là nhiều lắm. Ok, bây giờ mình sẽ vô clip luôn nha mọi người. Mình đi tìm trái quỷ không cần game pass nha mọi người. Thì mọi người không biết game pass là cái gì thì nó chính là cái máy dò trái quỷ được mua nha mọi người ơi. Đây, ok. Được rồi, bây giờ mình sẽ vô luôn nha mọi người ơi. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đi qua đảo này kiếm nha mọi người ơi. Đảo này cũng có hết, quan trọng là nó có spoiler không mọi người. Thường nó ở trên mấy cái gốc cây nè mọi người. Đây, bên này không có thì bên kia nha mọi người. Đây, bên này nè, thường bên này không có nè. Bên này không có thì nó sẽ ở trên bên đây mọi người ơi. Ok. Mình thấy trái gì rồi? Trái Phật tổ mọi người ạ. Vãi thiệt. Ui my god, ui my god. Và ai trái đầu tiên được trái Phật tổ luôn mọi người, bố gì chứ. Ok mọi người nhớ ấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ tặng cho mọi người nếu mọi người tương tác với mình nha mọi người, giúp mình lên được 1.000 người đăng ký sớm nhất nha mọi người. Ok. Ngon vãi, bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp nha mọi người ơi. Thường là nó nằm ở đây nè, hoặc là nó ở trên đây mọi người ơi. Đó, chỉ có hai bên thôi, đây hoặc là ở đây. Á à, đùa, mới vô lượng được trái Phật tổ luôn, ngon vãi. Ok mọi người, mình mới đổi server để mình ra chỗ nó coi còn cái nào mọi người. Alo, còn nó còn, ê đây mọi người. Phải hiệt. Được trái tơ luôn mọi người. Đổi server cái vô lại chỗ cũ, được trái tơ luôn mọi người. Phải linh hồn. Ngon phải mọi người. Mọi người nhớ ấn like, đăng ký kênh của mình, ủng hộ mình nhé. Ok mọi người, lưu trữ nè. Phải hiệt. Đổi server cái vô lại chỗ cũ có luôn. Ồ, chỗ này spoil nhiều vậy. Thì mọi người nhớ ấn like, đăng ký nha. Mình sẽ tặng trái này nha, mình sẽ tặng trái này cho mọi người nha. Nói chung là tất cả trái mình có mình tặng cho mọi người á. Thì mọi người nhớ ấn like, đăng ký giúp mình đạt 1.000 người đăng ký sớm nhất nha mọi người. Ok mọi người. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ kiếm ở ngoài mấy ngoài gốc cây ở đấu trường nha mọi người. Ơ, mọi người thấy gì sáng sáng không? Đây nè, mọi người thấy gì sáng sáng không? Á đù, ống mấy ngoài gốc cây ở chỗ đấu trường này mọi người thường có lắm, ai ngờ có thiệt luôn nè. Trái ánh sáng mọi người ơi. Trời,
Trời ơi, xém được có bạn này nhặt của mình rồi. Ok mọi người ơi, được trái sáng ha. Ok, mình sẽ lưu trữ ha. Cũng ngon ha, cũng ngon á mọi người ơi. Vip á, vip á. Xém nữa mình bị lộn rồi. Ok mọi người, tiếp tục đi tìm thôi, coi được trái gì ngon nhất ha. Ok mọi người ha. Ê mọi người thấy cái gì không? Thấy cái gì không mọi người? Đấy, thường máy dưới gốc cây ở chỗ quán cà phê ở vườn hoa hoa quốc thì mọi người, nói chung là đầy đầy trái luôn người mọi người. Nó lộn, nó hay spoil á, một là ở đây, hai là bên kia xong đấu trường, xong rồi ở trên đây nữa mọi người. Nói chung là nó spoil đây dưới gốc cây ở bên C2 rất là nhiều mọi người. Mọi người có kiếm thì đi kiếm ở C2 ở mấy gốc cây mọi người. Đấy, được chép băng nha, ngon ha mọi người ơi. Ok, mình sẽ lưu trữ nha. Ok, có rồi, có rồi, vớt thôi mọi người ơi. Tiếp tục ơi, mình tiếp tục đi kiếm nha mọi người. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp nha mọi người. Thường chỗ này cũng có nha mọi người. Đây 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 rồi. À, đường trái lớp mọi người. Và ai thì ở chỗ này cũng có nha mọi người. Mọi người có đi kiếm thì kiếm ở chỗ này nha. Nói chung là ở chỗ vườn quốc gia, vườn hoa hồng với lại chỗ cà phê á, nhiều nhiều gốc cây có đó mọi người, mà mình có rồi. Chắc mình vớt thôi mọi người, mình vớt thôi. Ok, bắt đầu đi kiếm tiếp nha mọi người. Sao giờ xui nhờ, những cái đầu kiếm rất là ngon nha, sao mới chết sau xui vã luôn mọi người ạ. Ok mọi người, thì quán cà phê cũng có một cái chỗ nha mọi người. Đây là chỗ gốc cây này, chỗ gốc cây này thường cũng có rồi. Ê á đu, nhưng mà trái cùi mọi người ơi, được cái trái xà lo. Buồn nha, buồn nha, được trái xà lo là buồn nha. Ok mọi người, mình lưu trữ nha. Ok mọi người, tiếp tục thôi. Trời ơi, nãy giờ mình đi kiếm ở chỗ này không thôi là được mấy trái rồi mọi người, nhiều vãi. Nhưng mà toàn trái cùi không à, chưa có trái nào ngon hết đó, hơi bị thui nha. Ok mọi người, tiếp tục đi kiếm thôi. Đấy, dưới mấy gốc cây này thường là có. Ê mọi người thấy gì không, thấy gì không? Mình thấy rồi nha. Như trái cùi mọi người ơi, thường mấy trái không lấp lấp lánh nó cùi lắm. Đúng luôn mọi người ơi, được trái bò. Xui vậy trời, trời ơi là trời. Thôi mình không ăn đâu, bạn đừng có dụ mình có rồi, thôi mình vứt nha. Thôi mình reset luôn, cho nó đi luôn. Ok mọi người, mình đi tiếp tục đi kiếm nha mọi người ơi. Thì ok mọi người, chắc mình xin dừng clip đi tìm trái quỷ không cần game bác ở đây thôi mọi người. Tìm lâu vãi mọi người. Mọi người thấy thấy mình cống hiến cho mọi người thì mọi người nhớ ấn like nha, ấn like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok, thì trước khi dừng chắc mình sẽ thử lệnh random của mình coi. Chị e hơn đi trời, coi nó có hơi đâu mọi người. Ra trái gì đây, hôm nay lượm được trái phần tổ là ngon rồi mọi người. Trái trái đại bạc ha. Trái le bát V2 ha. Ok thôi, mình xin dừng clip ở đây thôi nha mọi người. Thì mọi người thấy hay nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký nhé mọi người. Nếu mọi người có ý kiến gì hay muốn góp ý kiến ở dưới cho mình á, góp ý kiến cho mình thì mọi người góp ý kiến ở dưới phần bình luận nha mọi người. Thì ai muốn nhận trái ác quỷ từ mình thì hãy ấn like, đăng ký, comment, tương tác nhiều vào, mình sẽ tặng như bạn bảo 10 nha mọi người. Ok, và video này đạt 300 like mọi người sẽ nhận ngay cho mình, đó chính là một mắt lẻ vợ có mochi. Ok mọi người, mình tin là sau khi mình đăng clip này thì mình sẽ được 1.000 người đăng ký. Và cảm ơn mọi người suốt khoảng thời gian qua đã ủng hộ mình nha mọi người. Và mình sẽ làm event cho mọi người chơi sau ha. Ok, và bye bye mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ nha mọi người. Ok, bye bye mọi người nha.